Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, đến thời điểm này thì hầu hết các điểm bầu cử đã chuẩn bị những phương án đảm bảo an toàn phòng dịch trong ngày bầu cử. Số cử tri trong diện bị cách ly, giám sát y tế tại nhà cũng được lập danh sách và có phương án cụ thể. Đến thời điểm này, xã Kim Trung còn 15 người phải giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà và một trường hợp là F2 đang phải cách ly y tế. Danh sách người đi về từ vùng dịch cũng được ban bầu cử cập nhật theo từng ngày. Những người tự theo dõi, giám sát sức khỏe sẽ vẫn đi bỏ phiếu vào các hòm phiếu phụ. Tuy nhiên, với những trường hợp là F2 chưa có kết quả xét nghiệm, ban bầu cử sẽ bố trí các hòm phiếu lưu động đến tận nhà để cử tri thực hiện nghĩa vụ của mình. Bộ Công an sẽ đồng chí là bảo vệ hòm phiếu. Cán bộ của Trung tâm Y tế sẽ là người thực hiện các công tác liên quan đến phòng chống dịch. Và tổ bầu cử sẽ liên hệ trước với cử tri và bị cách ly, cử tri sau khi tham khảo sẽ sử dụng găng tay, bút và thước kẻ gạch trên những trường hợp mà cử tri không tín nhiệm. Do có tới 10% số cử tri thuộc diện F2 phải theo dõi sức khỏe tại nhà, xã Sơn Đồng đã chuẩn bị các hòm phiếu phụ, thậm chí phương án cắt chuyển danh sách cử tri đến khu vực bầu cử mới nếu số cử tri này phải đưa đi cách ly tập trung cũng được tính đến. Nhiều buổi tập huấn bầu cử, diễn tập các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử cũng đã được các địa phương triển khai. Nếu có phát hiện thân nhiệt cao hơn mức bình thường thì sẽ bỏ hòm phiếu phụ. Còn những cử tri khác thì tuần tự giãn cách khoảng cách sẽ lần lượt bỏ phiếu vào hòm phiếu chính. Khi xảy ra tình huống phải đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung thì tôi sẽ chuyển cái số cử tri mà cách ly tập trung đến Ủy ban dân thị trấn để thực hiện cái quyền lợi và cái nghĩa vụ của mình. Bên cạnh các giải pháp phòng dịch, địa phương này cũng đã chuẩn bị sẵn các khu cách ly tập trung. Đồng thời với việc bố trí cái địa điểm cách ly tập trung thì chúng tôi cũng có kịch bản và các phương án để đảm bảo tổ chức cho những người mà phải trong khu cách ly để thực hiện cái quyền của mình. Đại diện Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các quận huyện của thành phố đã có phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật định.